Ok. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít đây và chào mừng các bạn tới một tựa game khủng long đất cáp mang tên là Jumping Dino. Đấy thì khi mà các bạn mà bị đất cáp hay là rớt mạng ấy thì các bạn sẽ chơi con khủng long này đúng không? Cái trò khủng long mà không có mạng internet ấy, không biết là các bạn có nhớ không? Thì hồi lâu mình cũng đã có làm hai clip về tựa game này rồi. Tuy nhiên ấy, là đây là phiên bản khủng long đất cáp phiên bản có mạng anh em ạ. Và nó có rất là nhiều thứ hay ho. Và những thứ hay ho của nó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhá. Let's go. Đầu tiên thì các bạn có thể vào đây để các bạn xem nhá. Có rất là nhiều những cái loại skin anh em ạ. Đấy, đây là skin của một con T-Rex bình thường nhá. Sau đó là có Velociraptor. Đấy, có Stegosaurus, Spino. Đấy, có Chike này mọi người. Chachodon, con này con nào mình không biết này. Sauropod. Đấy, Rainbow T-Rex. Ấy à, Parasaurus các bạn ạ. À, Parasaur à, Canotaurus. Đấy, nó trời có rất là nhiều những loại khủng long. Và cái con khủng long đầu tiên chúng ta chơi sẽ là con T-Rex. Và chúng ta sẽ phải cố gắng vượt qua rất là nhiều màn. Và có một cái điểm cực kỳ hay ở trong cái trò này, đó chính là nó có checkpoint anh em ạ. Các bạn có thể gọi là đi đến những chỗ checkpoint. Sau đó là các bạn có thể đứng ở cái chỗ đó và các bạn đi tiếp nếu các bạn bị chết. Và có vẻ như giải thích nó hơi bị dài dòng, linh tinh luyên thuyên đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào clip và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Let's go. Thì hồi nãy mình cũng có chơi qua một chút rồi, mình biết rồi mọi người ạ. Nhưng mà nó hướng dẫn hơi khó một tí. Bây giờ vào cho các bạn xem nha. Chúng ta sẽ chơi ở level 1 luôn. Đây có rất là nhiều đấy. Chơi cái này đi. Bạn ấn bên đây thì nó sẽ nhảy, bên đây thì nó sẽ cúi xuống nha. Đấy. Các bạn thấy giống nhở? Đấy. Khá là giống. Mấy con khác nó sẽ nhảy vào nó hút mình. Đây. Anh em thấy chưa? Chuyên con nhà bà nghiệp nhá. Ủa sao nó rung thế? Đệt. Anh em để ý nó rung không? Rung gì mà rung quá trời quá đất. Cái này bạn cúi xuống nhá. Đấy. Thấy không? Các bạn vừa có thể cúi xuống vừa có thể nhảy lên nha. Nhưng mà mình sẽ chọn cái phương pháp là mình nhảy lên. Nhảy qua đầu con này. Cái con này thì cúi xuống này. Đấy. Anh em thấy chuyên con nhà bà nghiệp chưa? Bạn nào mà bị nhà bạn nào chơi cái ơi shit, các bạn không được động vào đây nhá. Thì bạn nào mà chơi cái game này càng hay có nghĩa là nhà các bạn ấy bị đứt cáp càng nhiều. Mình nghĩ như thế, bởi vì là những ông nào bị đứt cáp ấy thì chơi game này sẽ rất là đỉnh cao. Đấy. Và nhà tôi cũng đã bị đứt cáp rất là nhiều, cho nên các bạn yên tâm với cái độ đỉnh cao của tôi đi. À, chơi chuyên nghiệp luôn anh em. Đây con này chúng ta sẽ cúi xuống. Cúi xuống. Đấy, chuyên con nhà bà nghiệp. Cúi xuống. Đó này phải nhảy kỹ nè mọi người. Nhảy kỹ nha. Đấy. Ấy. Trời ơi. Đệt chết luôn anh em ạ. Cày vãi nòi. Chơi lại nhá. Hình như là hồi nãy là mỗi lần là mình chết là mình sẽ xem quảng cáo mọi người. Đấy, vừa quảng cáo là mình chơi trò này nó chuyên nghiệp lắm mà ai ngờ là vừa vào đã bị chết rồi anh em ạ. Đấy. Giữ. Ôi, húc cưới con kia lên kìa anh em. Húc như Mario luôn. Ghê đấy. Đấy, cúi chỗ này. Đấy. Nó bắt điều khiển với hai bên đấy mọi người, cho nên là lỡ may mà tốc độ nó mà nhanh một tí rồi là xác con nhà bà định luôn mọi người ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ cố chơi một màn thôi nha anh em. Đấy. Nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn rồi đấy mọi người. Này, cúi này. Ấy sai. Nó gọi là chuyên nghiệp. Chưa thấy cái checkpoint đâu ta. Cái này hơi khó này. Ấy, 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 ấy. Ấy à. Trời ơi, biết vậy mình nhảy xuống luôn à. Chúng ta tới được cái Amper 4 rồi các bạn. Mà không hiểu sao là chết nhanh thế. À đây là lần chơi thứ tư ấy à mọi người. Mình không biết nhá. Mình không biết cái này nó gọi là cái gì nữa nhưng mà nãy giờ mình cứ chơi đi chơi lại qua cái chỗ này đúng không ta? Thấy hình như là chưa có gì khác bọt luôn. Mình chưa nhặt được cái checkpoint đấy mọi người. Mình đang mong nhặt được cái checkpoint để có thể chơi lại từ cái chỗ checkpoint anh em ạ. Đấy. Để hai cái thôi. Đấy. Cúi được không ta? Cúi được nè. Cúi luôn con này nè. Ok. Nhảy qua. Úi giời. Tiếp tục nhảy qua. Rất là ghê. Ấy à. Trời ơi, có đây mình phải phải chờ một xíu anh em ạ. Có đây mình phải chờ một chút xíu. Không được manh động trong tình huống đấy. Sorry anh em. Một tình huống hơi manh động của tôi. Đấy, bình tĩnh lại nha mọi người. Đấy, bình tĩnh đấy lại. Bụp. Destroy con chim luôn anh em. Đấy, cúi xuống này. Cúi xuống giờ chuyên nghiệp. Nhảy qua. Đấy anh em thấy chuyên nghiệp chưa? Cúi xuống. Rất chuyên con nhà bà nghiệp. Nhảy xuống. Đấy. Quyết tâm qua. Ấy. Cày tê nhở, lại quảng cáo nữa. Đây rồi, vượt qua khúc đấy rồi anh em. Sao? Nó là dễ các bạn ạ. Đấy. Quan trọng là cái chỗ nhảy trên đây này. Chỗ nhảy trên đây hồi nãy mình chưa vượt qua được. Lần này mình phải tỉnh táo hơn. Đấy.
Đấy, đi xuống. Úi giời, game là dễ các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cố gắng tìm cái checkpoint. Checkpoint ơi, mày ở đâu đây? Đây, checkpoint anh em ơi. Ây giời, chúng ta kéo được cái cờ checkpoint lên rồi. Game là dễ các bạn ơi. Úi giời, tổ chim. Úi giời, có tổ chim anh em ạ. Mình không biết cái tổ chim này để làm gì nha. Mình sẽ cúi phát qua hết mấy con này luôn. Úi giời, chuyên qua nhà bà Nghiệp. Nhảy qua. Ăn nhảy qua. Nhảy qua. Ôi chết, cày tê nhờ. Ủa vậy là bây giờ mình đang đứng ở đâu ta? Có phải ở cái chỗ checkpoint ở đấy không, hay là chơi lại từ đầu đấy? Mình cũng chả biết là mình đang ở chỗ nào nữa. Hình như mình đang phải chơi lại từ đầu hay sao ấy. Phải không nhỉ? Ủa, mình vừa nhảy vào cái checkpoint này mà sao mình phải chơi lại từ đầu ta? À đâu, khu này như kiểu là chơi tiếp ấy nhở, không phải chơi lại từ đầu đâu anh em ơi. Ủa sao giống chơi lại từ đầu vậy? Chơi từ đầu mà, phải không nhở? Ok, chơi lại từ đầu mà đúng không anh em? Đúng rồi. Ôi mình tưởng là được chơi tiếp chứ. Mình có cái lá cờ checkpoint này mình vẫn phải chơi lại từ đầu hả mọi người? Hay là ấn vào kia bỏ 40 xu ra để chơi tiếp ta? Đúng rồi, như là mình phải bỏ kia ấn 40 xu để chơi tiếp với mọi người. Khó dã man. Đúng rồi. Nhưng bây giờ mình bắt đầu trở nên chuyên nghiệp thôi mọi người. Chỉ cần nhà các bạn mất cáp nhiều, đứt mạng nhiều ấy, là các bạn sẽ quen chơi giờ này thôi. Bởi vì đâu có trò gì để chơi đâu mọi người. Đó, mình kéo được cái này lên rồi này. Đó, nhảy lên này. Úi giời. Ôi chết rồi. Úi. Hay. Không ngờ là còn sống cái tình huống ấy luôn. Này, một tình huống cúi đầu chào các cụ. Đấy, nhảy qua. Tuyệt vời. Nhảy qua. Ừ. Nhảy qua. Đúng thế. Ừ đúng vậy. Úi giời, cúi đầu. Đi đường dưới được, đi đường trên được trong tình huống đấy mọi người ạ. Ui. Ngon. Checkpoint, mang checkpoint tới đây. Let's go boy. Các bạn đã chơi chuyên nghiệp chưa? Càng chơi là càng phải chuyên nghiệp nha mọi người. Chứ không phải là càng chơi là chúng ta sẽ càng thụt lùi. Đấy. Checkpoint thứ hai. Gì đấy? Dead. Checkpoint trong quảng cáo Minecraft cái gì đấy? Pixel gần 3D. Ui, game này mấy năm trước rồi sao bây giờ nó nổi lại hả mọi người? Vãi nổi. Cái này mình nhớ là lâu lắm rồi mà ta. Nó nổi lại à? Hay là bữa nào chơi thử game này xem nào nhỉ? Là mình vượt qua level rồi các bạn ơi. Là mình vượt qua level rồi. Bây giờ mình sẽ next nhá. Màn mới hay sao anh em? Ui cái gì đấy? Nó sẽ nào nhảy qua con này? What the hell man? Con này ghê quá à? Cúi được không? À cúi được anh em ạ. Chúng ta phải luồn cúi dưới chân của con Bronto anh em ơi. Đấy. À vậy là mình đã qua màn rồi. Như là mỗi lần mà cái này làm sao qua? À biết cách qua rồi anh em. Đây qua này. Gì đấy? Bay lên mây luôn anh em ạ. Vãi trưởng. Mình tưởng biết cách qua rồi, ai ngờ nó có một tình huống bay lên trên mây luôn. À là nếu mà chúng ta nhảy mà nó dìa dìa vậy nó sẽ bay lên mây đúng không? Đấy, nhảy. Ấy. What the hell? Tính ra là cái đầu chúng ta chỉ cần nhảy thẳng là qua rồi mà. Cái thứ hai mới cần phải dùng chiêu anh em ạ này. Đấy. Cái thứ hai mới cần anh em ạ. Ui con này to thế, con này con gì thế nhở? Con này con gì thế ta? To quá trời. Này, chui qua con này nè. Gặp mấy con to to ta chui qua nhá. Ấy. Một quả trứng đầu tiên. Ngon. Nhảy qua. Chui qua. Úi giời. Chuyên con nhà bà Nghiệp anh em ạ. Đấy. Ui. Úi giời. Con này là con gì nhở? Bronto đúng không ta? Bắt đầu chuyên nghiệp hơn rồi anh em. Đó. Cái này chắc cúi qua đây. Hay. Nhảy qua. Đúng. Cúi. Đôi khi là chúng ta cũng phải biết cúi đầu anh em ạ. Ok. Kiếm được một cục nữa rồi. Nào, lại một màn cúi đầu tiếp. Nhảy. Ui, cài càng khó các bạn ơi. Hai. Ôi, nhảy hơi sớm. Ôi, nhưng vẫn qua anh em ơi. Tuyệt. Ui, khó quá. Yes. Yes. Cố lên, yes. Cố lên nào người anh em. Ăn ở dưới rồi. Ôi, ở trên có trứng. Chết rồi, mình không lấy được quả trứng rồi các bạn ơi. Tiếc quá nhờ. Mình không biết là ở trên nó có trứng các bạn ạ. Tiếc quá, nếu không là mình vậy chắc là lần này nó sẽ không được hoàn hảo rồi các bạn ơi. Hình như là một lần hoàn hảo phải có 3 quả trứng á. Ôi, hình như mình lấy có 1 quả. Qua màn. Ôi, lấy được 1 quả mà 2 quả kia nó ở đâu mình không biết ạ. Nhỏ vãi. Ok, màn tiếp theo anh em ơi. Game là khó. Ok, khá là dễ. Ok, đầu mình kêu khá là khó đúng không? Nhưng bây giờ mình chơi một hồi mình thấy nó dễ rồi các bạn. Úi giời. Ý sai. Đấy, chơi nhiều là nó phải chuyên nghiệp. Chuyên cái tay các bạn ạ. Đấy. Chuyên cái tay luôn.
Ui, ui cái này qua thế nào? Cứ chết một cái là có quảng cáo, cứ chết một cái là có quảng cáo các bạn ạ. Đen vãi cả nòi. Mà mình cũng chưa biết cái khúc hồi nãy qua như nào luôn. Rồi chắc là mình nhảy vào cái đầu á. Không biết là nó ở chỗ nào ấy nhở. Đây như cái này đúng không? Không phải cái này, cái sau á. Cái sau các bạn ạ. Mỗi lần nó có một cái sau nó rất là khó. Khó biết cách để qua. Bởi vì là mình chưa kịp nghiên cứu gì về cái sau hết đấy mọi người. Mấy cái này về cái sau. Ở đấy chắc là nó ở dưới các bạn. Ấy. À đúng rồi, mình sẽ đi xuống dưới. Đúng rồi, quả đây mình sẽ đi thẳng xuống dưới các bạn ạ. Đi thẳng xuống dưới sau đó là mình trơn xuống. Nhảy một lần thôi, không nên nhảy lần thứ hai. Đấy, cái đầu thì các bạn nhảy 3 lần như bình thường. Ở tới cái sau thì các bạn nhảy 1 lần thôi. Đấy, như cái này. Đấy, chuyên nghiệp lên. Cái sau các bạn nhảy 1 lần thôi nhá. Đây, mình làm mẫu duy nhất 1 lần cho anh em xem thôi nhá. Không, tí nữa mình qua màn anh em không xem được đâu. Anh em phải chống mắt lên nhìn rất kỹ này. Đấy, nhìn này, đấy, nhảy qua, đó. Được một quả trứng. Quá là dễ luôn. Tưởng thế nào. Cúi xuống này. Úi giời, chuyên nghiệp rồi anh em ạ. Cái này sao? Để bình thường đúng không? Ơ, không biết là có trứng, không biết là nãy giờ có bỏ qua quả trứng nào không ta? Nãy giờ mình nhặt được một quả đúng không? Checkpoint đâu rồi? Checkpoint đâu rồi? Nguy hiểm quá! Checkpoint ơi! Checkpoint ơi! À đây rồi! Tuyệt vời! Khó dã man luôn anh em! Đấy! Cúi liên tục luôn! Cái game này khiến chúng ta phải cúi đầu liên tục các bạn ạ! Đấy! Ở ngoài đời ta không phải cúi đầu trước ai hết, nhưng mà trong cái game này thì chúng ta phải cúi đầu liên tục các bạn ơi! Ấy! Không biết là có bỏ qua quả trứng nào không á? Bởi vì mình sợ là nhiều khi đường ở dưới nó có quả trứng và đường ở trên đấy nó không có. Ui, vỡ đầu. Trứng ơi, sao chúng ta không thấy quả trứng nào vậy ta? Bây giờ chạy qua trời qua đất luôn không thấy quả trứng nào. Ui giời, khá là phê. À mà game này chơi trên điện thoại nha mọi người. Game này chơi trên điện thoại và chơi trên máy tính cũng có luôn. Bạn nào muốn chơi... Ơ, sao đã qua màn rồi, kỳ quá hả? Dễ quá anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ tới màn tiếp theo à? À đây, chúng ta phải nhảy qua đây đúng không? Có rất là nhiều màn này, chúng ta vượt qua 3 màn. Chúng ta chơi màn thứ 4 nhá. Mình chưa có cái con nào mới các bạn. Ui, con gì đấy? Ui dù. À, nhảy lưng có được các bạn ơi. Ghê quá nhờ. Con này là bố anh em ạ. À, có nhạc mới luôn. Ui. Khó thế. Càng về sau nó càng khó các bạn ơi. Mấy cái màn đầu chỉ là mấy màn gọi là thử sức anh em ơi, kiểu màn tutorial đấy mọi người. Cái gì á? Ui ôi, phai đạn à? Nó bị cái gì, nó thiên thạch à? Thiên thạch ấy. Cái thiên thạch ấy mình phải làm sao ta? Mình vẫn chưa biết cách để vượt qua mấy cái thiên thạch đó anh em ơi. Nhảy lên được không? Ơi, làm nào để vượt qua cái thiên thạch đó ta? Nó rơi cho một cái. À đây, phải canh góc nó gần tới chúng ta nhảy anh em ạ. Khó ra màn luôn. Wow, you, hello, yes. Vậy là phải canh cái thiên thạch nữa mọi người ạ. Khó ghê luôn. Đấy, nào thiên thạch. Whee, sa, chuyên con nhà bằng nghĩa ấy. Lại mắc cái lỗi đấy rồi mọi người ạ. Lại bị mắc cái lỗi đấy rồi. Cái lỗi mà. Ây da, kỳ quá hả? Vậy làm sao để có thể qua được cái thiên thạch đó? Này, gần tới nhảy. Ui, cái này phải canh. Canh kỹ lắm mới nhảy được mọi người. Không phải cái thiên thạch này dễ chơi đâu. Ui, tí chết. Nào, giáng qua cái màn này anh em. Let's go. Đây, quả thiên thạch. Wee. Haha, qua rồi. Quả trứng đầu tiên anh em ơi. Game khó quá các bạn. Đầu tiên là mình cứ tưởng nó dễ, nhưng mà sau một hồi chơi mình đã suy nghĩ lại. Ui, mất một quả trứng ở trên rồi. Đệt, cày tê nhờ. Mình không để ý mấy quả trứng là nó rơi luôn. Nhảy luôn. Không có thiên thạch đâu ta. Đi kiểu gì có thiên thạch các bạn ạ. Bô con, rượu vào thì bố đánh con. Ấy, đệt. Cày tê nhờ. Hình như là bị ấn nút này để có thể xem đúng không. Nó vừa hát cái bài bố con, rượu vào thì bố đánh con, rượu vào thì con đánh bố anh em ạ. Đấy. Con, rượu vào thì bố đánh con, rượu vào thì con đánh bố, ô. Anh em thấy hát hay không? Tê. Không biết là có dính bản quyền không ta? Mình sợ mấy cái bài này lắm. Mấy bài này thì thường nó sẽ dính bản quyền đấy mọi người. Ấy, lại bỏ mặc rồi anh em. Bây giờ mình bỏ mất qua mất hai quả trứng rồi, ngáo ngơ vãi trưởng. Và mình không biết là nó sẽ ở trên hay ở dưới đấy mọi người. Cái này chắc là nó... Ôi à. Chắc nó phải cố gắng, nó cho mình phải chơi lại nhiều lần thì mình biết được
là ơi à, gà quá hả, còn lâu quá tự bay đỡ heo. Nhơn nhơn nhơn, qua luôn, let's go boy, qua nào. Để order, mình tưởng cái này nhảy luôn. Đây rồi, hình như ở trên, ở dưới đẹp. Sorry anh em, hình vậy là cái sau ở trên anh ạ, một cái trước, cái đầu ở dưới, cái sau ở trên, đúng không ta? Ui, ấy. Lần này thì tôi nhớ rồi các bạn ạ, lần này tôi nhớ rồi, tôi hứa tôi sẽ không làm các bạn phụ lòng nữa. Đậu phộng, lần này nhớ kỹ lắm rồi anh em ạ, cái đầu ở dưới nhá, cái đầu ở dưới này chắc chắn là cái đầu ở dưới này. Các bạn tin tôi đi, tôi đã quá chuyên nghiệp trong cái ngành nghề này rồi. Nào, ngành nghề chơi lại. Đây, cái đầu ở dưới, ấy không phải. Ủa kìa, cái này ở dưới đấy. Một quả, quả sau chắc chắn ở trên anh em ạ. Bây giờ quan trọng là phải né được mấy cái quả đây này. Chuẩn bị tới quả thiên thạch. Quả, cái này ở trên này. Không, cái nào ở trên ta? Ấy, cái nào ở trên nhở? Quỳ xuống, mình vừa nhớ có một cái ở trên mà ta. Kỳ quá hả? Ủa, được có môi quả, nhục vãi trưởng. Ok, và cảm ơn anh em rất nhiều với theo dõi clip này của mình nha. Thì không biết là các bạn có thích cái trò này không? Nếu các bạn thích thì các bạn hãy cho mình một like và comment ở dưới để mình biết là các bạn thích cái trò này. Và các bạn muốn mình chơi con khủng long ở tập tiếp theo, các bạn hãy comment ở dưới để mình biết nha. Đây, có rất nhiều những cái con khủng long ở đây này. Đó, anh em thấy không? Nói chung là game này cũng khá là hay. Vì thế mà nếu mọi người ủng hộ thì mình sẵn sàng làm thêm những tập tiếp theo cho các bạn xem. Còn bây giờ thì ok, xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.